gian gần đây, một trang web bán hàng của một công ty tại Ukraine có ra mắt qua địa cầu, trong đó có một vùng Việt Nam bị thiếu hầu hết các tỉnh đông bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Bên cạnh đó, ngoài địa cầu công nghệ cũng sự hiện diện của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam trên biển Đông. Tuy đơn vị truyền thông của Việt Nam cũng đã có những phản hồi cho nhà phân phối, công ty đã lên tiếng xin lỗi và gỡ sản phẩm khỏi trang web. Tuy nhiên mới đây, cộng tác viên của Vietnames là anh Hồ Sĩ Trúc, chủ tịch hội người xứ nghệ ở Kiev đã phát hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trong các cửa hàng dụng cụ học tập tại quốc gia này. Tôi cũng đã đi trực tiếp rất là nhiều cái cửa hàng, có những cái phát hiện ra là những cái điều này là nó là sự thật. Đấy, tức là cái quả cầu tôi đã phải đi mua về. Thế thì cái rất là nguy hiểm ở cái chỗ là cái quả cầu này họ đã bóp méo cái sự thật về cái bản đồ hành chính ở các nước trên thế giới. Nhưng mà thực ra chỉ có mỗi của Việt Nam thôi. Tức là tôi mua cái quả cầu này ở tại cái đường Mayakovskogo, cái nhà 26 là ở đường Mayakovskogo, người ta bán ở trên đó là bán đồ cho học sinh và có cả hẳn cả toàn bộ các loại to nhỏ gì cũng sản xuất theo cái kiểu này. Và để chứng minh một điều rằng là như thế là quả cầu người ta bán ở tại đây cho học sinh học ở trong nhà trường hoàn toàn bóp méo về sự thật về cái bản đồ hành chính Việt Nam. Vụ việc vừa rồi đã gây ra những luồng ý kiến trái chiều với du học sinh Việt tại Ukraine và cộng đồng mạng. Nhóm phóng viên Việt Nam sẽ có những trao đổi với chuyên gia về vấn đề này. Tôi nghĩ đây là một cái thông tin rất đáng quan tâm bởi vì nó xảy ra trên một cái địa bàn mà cũng có cái quan hệ với Việt Nam và có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc. Thậm chí có những cái doanh nghiệp Việt Nam ở đây. Cho nên nó tác động đến cái sau này những đứa trẻ người Việt sinh ra ở đó đi học nhìn vào cái tấm bản đồ đó, người ta sẽ thấy là cái lãnh thổ Việt Nam nó khác với những điều mà chúng ta hiện có. Thì đó là một cái mà tôi nghĩ rằng là về lâu dài là chúng ta cần phải đặt nó ở trong cái bối cảnh của những năm tiếp theo. Trong cái vấn đề này á, thì mình nên xử lý theo đúng cái quy trình thủ tục thông thường, đó là đối với những cái sản phẩm mà xuất bản, kể cả sách, kể cả bản đồ của các nước khác ấy, thì nó có những cái sai sót mà ảnh hưởng đến cái chủ quyền của Việt Nam, đối với lãnh thổ chủ quyền Việt Nam, thì chúng ta theo một cái quy trình thống nhất, đó là mình có cái ý kiến chính thức để đối với người ta, đề nghị người ta xem lại và chỉnh sửa cái này, ít nhất là cái lần sau mà họ in những bản đồ quả cầu sau ấy thì họ phải sửa cái chỗ này, bởi vì chỗ này họ làm như thế này á, họ cắt cụt mất một phần lãnh thổ của Việt Nam, như thế là nó ảnh hưởng đến cái lợi ích của Việt Nam, pháp lý của Việt Nam, và có thể là nó gây những cái thiệt hại cho Việt Nam về lâu về dài sau này trong những cuộc mà cuộc chiến pháp lý sau này của Việt Nam. Còn lần này với trường hợp ở Ukraine thì các cơ quan nhà nước Việt Nam mới có ý kiến. Ví dụ như sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng có thể lên tiếng về việc này. Hoặc là Bộ Thông tin Thông hay là một bộ nào đấy của Việt Nam, thì tôi nghĩ là cơ quan nhà nước Việt Nam nên có ý kiến chính thức thì đó mới đúng. Đúng chưa? Ý kiến của người dân Việt Nam thì chỉ bày tỏ như thế rồi, nhưng cuối cùng cơ quan có trách nhiệm của nhà nước Việt Nam phải có ý kiến về việc này thì mới mang đến kết quả nó mong muốn. Như là bọn anh có can thiệp thì chỉ can thiệp với hội địa lý Ukraine, cố tình hay là vô ý cũng là sai. Vâng. Thế thành ra theo anh thì chắc chắn là bọn anh sẽ có ý kiến.